Hello, chào mọi người. Bên mình đã qua xử lý sửa chữa cho khách hàng chủ đề ở Trung Nguyên, Yên Lạc, Vĩnh Phúc. Đây là mẫu FC999, thì chủ đã sử dụng hơn 2 năm. Bên mình máy đang hoạt động đang rất là tốt. Qua để kiểm tra, xử lý, khắc phục lỗi cho chủ. Thì bây giờ máy đã hoạt động bình thường. Phần da cũng đang rất là mới. Phần da chủ dùng hơn 2 năm. Phần da khách đã dùng hơn 2 năm mẫu FC999 này. Về ghế rất là mới, rất là mới.